ban giám khảo cùng tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Thí sinh số 14, Nguyễn Thị Quỳnh Hương. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến toàn thể ban giám khảo cùng quý vị khán giả đã có mặt trong ngày chợ xuân hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Hương, thí sinh số 14 và năm nay em 19 tuổi. Hiện em đang theo học ngành kinh doanh tại trường American River College. Sang năm mới, em xin kính chúc ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có một mùa xuân thật an lành, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Em xin cảm ơn. Trở lại của hai MC duyên dáng anh Hoàng Gia Thiên và chị Cẩm Vân. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt cho tất cả các em trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bao giờ cũng thế, chúng ta luôn luôn đi với chương trình cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ tạo ra những cái sự ngạc nhiên trong mùa xuân. Và bây giờ trong khi các em thi đi vào thay đồ qua cái phần gọi là áo dạ hội, thì chúng tôi xin phép quý vị được giới thiệu thành phần của ban tổ chức hoa hậu ngày hôm nay cũng như là thành phần của ban giám khảo ngày hôm nay. Và đầu tiên là cô Cẩm Vân sẽ giới thiệu thành phần của ban tổ chức hoa hậu. Trước khi mình giới thiệu về phần này thì mình không biết là khi mình giới thiệu thì những người trong cái member có đứng lên hay là có lên sân khấu không anh? Để mà mình biết. Nghĩa là khi mà giới thiệu và ban tổ chức thì xin quý vị cùng chạm vào tay để khích lệ, vì quý vị biết rằng ban tổ chức cũng là những người làm việc không công, đôi khi bỏ rất nhiều thời gian với chương trình. Và cũng như xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả ban tổ chức và cô Cẩm Vân sẽ giới thiệu. Người thứ nhất Cẩm Vân sẽ được giới thiệu đó là anh Châu Mộc Thủy, là người đã sáng lập ra nhóm Hoa Hậu và anh cũng là một chủ bức của nhà báo Hải Vân Nương. Xin mời anh Châu Mộc Thủy giơ tay lên cho mọi người thấy. Châu Ngọc Thủy. Có ảnh mình mới chiêm ngưỡng được những cô Hoa Hậu phải không quý vị? Và người thứ hai, cô rất trẻ nhưng mà rất là đa tài. Cô là trưởng ban của nhóm Hoa Hậu và cũng là một bác sĩ nội khoa tại trường, tại nhà thương UC David. Xin mời cô đứng lên, Minh Châu. Và người thứ ba, Fashion Director, đó là cô Hoa Hậu của HAM năm 2011, Lisa Chiu. Và treasurer của nhóm Hoa Hậu đó là Angie Trần, Hoa Hậu của năm 2010. Á Hậu 1 và Á Hậu Thân Thiện của năm 2011 đó là cô Kiều Hải Yến. Chúng em muốn chào tay cho những người đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Và State Co-Director đó là Á Hậu 2 của năm 2010, Khadila. State Co-Director đó là cô Thu Sương Vương. Xin mời chào tay thật lớn quý vị, come on. Và người cuối cùng đó là Á Hậu Thân Thiện của năm 2010, cô Võ Như Ý. Và sau đây xin mời anh Thiên giới thiệu thưa quý vị, trước mặt quý vị là tất cả những người đẹp đã bỏ nhiều công và thời gian luyện tập cũng như là chỉ bảo cho tất cả các thí sinh. Và từ năm 2010 cho tới bây giờ, tức là chúng ta đã đi qua đoạn đường 3 năm của thành phố Sacramento. Thưa quý vị, cho những người của ban tổ chức ngày hôm nay,